Xin chào các bạn, hôm nay mình hướng dẫn các bạn thay Euroside máy máy Toshiba 2008A, 2508A và 308A, 3508A nha các bạn. Đầu tiên này bộ sấy, để mình thay Euroside mình tháo hai miếng chụp hai bên. Miếng này, miếng này có hai ốc, một con ở đây và một con ở đây. Các bạn tháo miếng chụp ra. Một miếng rồi tháo miếng bên đây luôn. Miếng này cũng có hai con ốc nha các bạn, một con ở đây một con ở đây. Rồi, lấy miếng chụp nhựa đen ra. Thôi các bạn quay hướng này, ở đây có một giắc dây điện nè, giắc dây điện này nè, các bạn rút giắc dây điện này ra. Đây các bạn tháo con ốc này ra và con ốc bên đây, hai con ốc. Cho anh gạt hai cành xanh này lên nè, để lấy cái miếng nhựa điên này ra nè. Đó. À, miếng nhựa điên nè, để qua bên. Hôm nay mình dứt dắt cái điện nó bị bung cái dắt này. Rồi. Tiếp theo, các bạn tháo miếng nhựa này ra. Đây có một ốc, đây có một ốc. Đây mới nhựa điện ra, bây giờ đây một bên. Tiếp theo các bạn tháo ba con ốc này ra, để lấy cái bóng đèn ra, cái bóng đèn trong sấy nè, ba con ốc này và một con này. Cái này là chỗ cầu chì nè, cầu chì sấy nè, hai con cầu chì sấy nè, một con nè. Đây ở đây ba con. Ba cái sợi điện nối với con cầu chì này á, các bạn gắn lộn xộn không cần thiếu thứ tự ba sợi này đâu nha. Các bạn chỉ cần gắn ba sợi này ngay chỗ này được, không cần thiếu thứ tự là sợi này đầu tiên hay sợi thứ hai gì đâu. Chỉ cần ba sợi này vô bán lộn này là được, không cần thiếu thứ tự gì hết. Đây, còn đây là ba con đập Victor. Đây một con nè, hai con nè, ba con nè, các bạn tháo ra luôn nha. Tháo con mít to này á, là để cho khi mình nhét cái vô sấy vô á, để khỏi đụng cong cái mít to, nó hư cả mít to, nên mình tháo ra cho chắc ăn nha các bạn. Một con nè, hai cái mít to sấy nè. Đây một con nữa nè. À,
ba con cầy máy to sấy này các bạn không sợ gắn, không sợ bị gắn bị lộn đâu, tại ba con này kích thước dây nó vừa cho nhau hết, không thể lấy con này mà gắn qua bên đây được, tại con này dây nó dài nó sẽ nằm bên đây đó, nên các bạn không sợ gắn lộn đâu, cứ tháo thoải mái, không cần phải nhớ gì hết. Đây con thứ ba đây, mình bỏ đường dây điện luôn ra luôn nha để cho nó gọn. Rồi xong, các bạn mở cái lò xo này ra, nếu các bạn không quen á các bạn có thể dùng càm, lấy càm dứt này lên nha các bạn. Các bạn dùng càm á mở cái lò xo này ra nè, là sao này ra để cho cái thanh Yulo F này nó có là Yulo sấy nó hở nhỏ hở ra nha, dùng kềm mở là sao này ra à. Ở đây bị gãy một con cò. Sẵn đây mình tháo ra mình gắn thêm một con cò, mình hướng dẫn các bạn thay cò luôn nha. Để thay cò các bạn tháo băng ốc này, một nè, hai nè, ba nè, tháo băng ốc này ra. Các bạn nếu mà không nhớ ốc nào gắn vị trí nào thì các bạn nhớ để theo đúng vị trí nha, để dễ nhớ nha. Đây, đây gãy con cò này mình tháo mình thay. Đây Yulo sấy này là mình bị dính mực. Ngồi dính mực nè các bạn thấy không? Cái chỗ ngay đường cò chóp không nói nha. Còn chỗ mấy đường này nè bị dính mực. Nên mình tháo mình thay. Bây giờ mình tiến hành là giúp cái trục bóng đèn ra, giúp cái bóng đèn ra. Đầu tiên á mình phải tháo cái miếng nhựa này ra. miếng nhựa này nó nhìn cái bóng đèn nè, để tháo miếng nhựa này mình tháo hai con ốc ra, đây một con nè, trong này một con nè, thấy không, bên đây một con nè, hai con, mình tiến hành tháo ra. Rồi đến lượt bên đây, các bạn để ý nha, cái này các bạn đừng có để chút nghiêng xuống được nha, tại cái này mình tháo bên ốc bên đây á, các bạn mà chút nghiêng xuống á, nhiều khi bóng đèn nó tuột xuống nó vớt là bởi bóng đèn nha các bạn. Các bạn qua đây, các bạn cầm tay để ngang vậy nè, qua đây, ở đây tháo một ốc này ra, ốc này nè. Mở dây điện này ra, tháo ốc này ra. Đây nó có cái gờ nè. Hai, tháo ra vậy là được. Đó, nó chống này là được. Giờ xong cái nào mình quay qua đây, mình qua đây, mình rút ngang ra, rút ngang lấy cái bóng đèn ra. Để xuống nhau chắc đó, tiếp ngang ra. Bóng đèn này
thận nha. Rồi bây giờ mình tiến hành tháo vô sấy ra, thay vô sấy. Đây tháo sấy ở đây có cái phiên nè, các bạn có đồ mẫu phiên thì tốt, mình tháo quen rồi. Đây quay đúng cái cứu của nó thôi. Đây mình có cái rồi đó, đẩy cái rồi ra đó, vậy là lấy được cái phiên ra rồi. Ở đây có miếng nhựa nè, miếng nhựa để chặn chính giữa cái bạc đạn á, các bạn lấy cẩn thận ra nha, chừng nó bể nha, miếng nhựa nè, đó là miếng nhựa nè, rồi bắt đầu rút ngược về thôi. Đây vô lô sấy đây, thấy không, cái này nè, cái đường cò nè, lâu ngày mình chạy á, cò dính mực mà mình không vệ sinh á, nó sẽ chóc vô lô nè, với lại cái vô lô sấy này bị dính mực rồi nè, nên phải thay. Rồi tiến hành lấy vô lô mới ra thay thôi. Các bạn mở cái phiên bên đây ra, gắn vào bên trước. À, khi nào các bạn tiến hành gắn vô hãy tháo này ra, trừ khi các bạn để tránh khi các bạn cầm mà quơ lại nó bị chày cái vô lô nha. Bỏ cái này đó, rút thành già, rút thành già xong các bạn gắn vô đóng phiên lại. Đóng phiên các bạn để ý ngay cái đường rãnh này nha. Rồi. Vô sấy này bị hỏng bỏ một bên. Ai giúp cái thanh mọc nha. Rồi mình tiến hành nhét sấy vô thôi. Nhét sấy vô. Ở đây có cái miếng nhựa đen này nè, đạm nè, nhét miếng đạm nhựa đen này vô. Nhét rồi xong đánh miếng trắng nè, các bạn nhét miếng trắng vô. Rồi gắn cái phiên vô. Gắn cái phiên các bạn để ý thử cái phiên nó vô cái đường rãnh vô nha. Mình chỉnh lại cho nó vô đường rãnh nha, không thôi khi bỏ máy nó quay nó sẽ bung á. Rồi xong. Rồi mình tiến hành gắn thêm một con cò vô. Cái này mình khuyên các bạn á. Đây mình kỹ thuật, nhiều khi mình gắn thêm một con cò vô, nếu mà nó bị dắp cò nhiều khi nó sẽ bị gặp hiện tượng dắp cò, có nghĩa là ví dụ con này nó mòn hơn bốn con này có thể bị dắp, nên các bạn mà muốn thay cò đó các bạn nên thay đồng bộ hết cả năm con nha. Hoặc là có bạn khỏi gắn con này thì khỏi cần chạy giấy A5, tại cái khúc này là giấy A5 nè, cái khúc này A4 R nè, cái này A4 A3 nè. Nếu mà các bạn không có con này thì giấy A5 thì dắp về bị dính nó quấn vô lô sấy nha. Đây mình kỹ thuật mình gắn vô, ví dụ có thể dắp cò mình có thể mài mài cho nó đều. Còn các bạn mà không phải kỹ thuật á, các bạn gắn vô nên các bạn phải để ý
nhiều khi nó dấp cò, các bạn mất công mất thời gian tháo ra tháo vô chứ không có gì hết á. À, tiến hành gắn vô thôi. Rồi gắn vô xong rồi đây ha, còn 5 con còn nè. Rồi các bạn tiến hành giáp vô thôi. Cái gì mà tiến hành tháo ra sau cùng á thì các bạn giáp đầu tiên đó, chỉ vậy thôi, đơn giản mà. Đây bây giờ mình sẽ tiến hành giáp vô nha các bạn. Ở đây mình sẽ tu nhanh xíu nha, chứ để kéo dài video sẽ làm anh làm video dài nha. Yeah.
tiến hành ráp bộ sấy vô xong rồi, thay vô lô sấy rồi nha các bạn. Nè, em thấy không? Lô sấy nè, còn mình đã gắn rồi. Xong. Nếu các bạn thấy hay và hữu ích thì các bạn nhớ like và share đăng ký kênh. Xin chào các bạn.